Xin chào tất cả các bạn, các em yêu quý. Chưa bao giờ việc học văn lại trở nên dễ dàng như thế này đúng không ạ? Với bộ sổ tay văn học của chị, chắc hẳn rằng là đã có rất là nhiều bạn nhỏ hay nhìn thì đã biết tới bộ sổ tay văn học này của chị rồi đúng không nào? Thế nhưng mà các em cũng biết đấy, ở trong những cái bộ sổ tay như thế này thì sẽ bao gồm những gì ạ? Chúng mình có kiến thức nền về tác phẩm này, chúng mình có kiến thức nền về tác giả này, chúng mình cũng có những cái gợi ý về dạng đề này, và trong đây cũng có những cái bài tập trắc nghiệm liên quan tới tác phẩm đấy nữa đúng không nào? Có nghĩa là chúng ta cũng biết rồi đấy, việc học văn, cái quá trình mà chúng ta phải rèn luyện về kiến thức nền đúng không ạ? Chúng ta phải rèn luyện về kiến thức nền là một trong những cái vấn đề xuyên suốt đúng không nào? Có rất là nhiều bạn nhỏ, chị đã đang gặp những cái câu hỏi về sổ tay văn học, không phải là về nội dung nữa, mà chị rất là gặp rất là nhiều cái câu hỏi của các bạn học lớp 10 và lớp 11. Tức là những bạn lớp 10 đến năm nay lớp 11 đúng không nào? Còn các bạn lớp 11 đến năm nay lớp 12 đúng không nào? Các bạn ấy hỏi chị rằng là chị ơi, năm nay em mới chỉ học lớp 10, năm nay em mới chỉ học lớp 11 thôi, thì bộ sổ tay này văn học này có giúp ích được gì cho em không đúng không ạ? Các bạn cũng biết rồi đấy, trong năm tới thì dự kiến cái chương trình thi của chúng mình sẽ bao gồm cả lớp 10, lớp 11 và cả lớp 12 cơ đúng không ạ? Có nghĩa là nó cũng sẽ không có sự biến đổi, hầu như là không có sự biến đổi gì về kiến thức nền cả đúng không nào? Thế nên ngày hôm nay ở trong phần clip này chị cũng sẽ giải đáp cho các bạn luôn, đó chính là không chỉ là dành cho các bạn học lớp 12 chuẩn bị thi đại học đâu nhá, mà kể cả là các bạn học sinh đang học lớp 10 hay học lớp 11 mà chúng mình có ý định là sẽ chọn lựa chọn môn văn học là một cái môn mà các em có thể gọi là lấy cái số điểm đấy để ứng tuyển vào các trường đại học, thì chắc chắn là cái bộ sổ tay văn học này thực sự là rất cần thiết cho các bạn đấy. Có rất là nhiều anh chị lớp 12, các bạn 2000 đã bày tỏ cái suy nghĩ với chị rằng là chị ơi, tại sao em lại không biết đến bộ sổ tay này sớm hơn để em sở hữu nó sớm hơn. Thế nhưng mà bản thân chị chỉ nghĩ rằng là chưa có gì là muộn cả đúng không ạ? Chúng mình còn hơn một tuần nữa để có thể bắt đầu sẵn sàng tất cả mọi thứ, tâm thế, tư thế, kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi vô cùng quan trọng sắp tới. Chị tin rằng là vẫn còn kịp, vẫn còn kịp, chị nghĩ là vẫn còn kịp. Giống như ông bà mình vẫn thường nói là còn nước thì còn tát đúng không ạ? Chị tin rằng là chỉ cần các bạn cố gắng và nỗ lực thì dẫu cho đó là một ngày, là một tuần, thì chắc chắn dù là một ngày hay là một tuần thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ đạt được những thành quả nhất định. Và biết đâu đấy, vẫn như cái cách mà chị nói với các bạn ấy rằng là chị ơi, chị có thả, gọi là chị có thả bùa may mắn vào trong bộ sổ tay văn học này hay không. Chị thì không dám nhận điều này, nhưng mà chị luôn luôn mong mỏi rằng là tất cả những bạn mà đã sở hữu bộ sổ tay văn học của chị rồi thì hy vọng là các bạn nhỏ của chị sẽ luôn luôn gặp may mắn ở trong kỳ thi đại học sắp tới nhá. Các em yêu quý, vậy là ở trong phần clip này chị đã vừa review cho các bạn thêm một lần nữa một cái khía cạnh nho nhỏ về sổ tay văn học. Hy vọng rằng là với clip này các bạn đã nhận được những cái thông tin bổ ích về bộ sổ tay văn học này của chị các em nhá. Còn bây giờ thì chúc cho các bạn nhỏ của chị sẽ có một ngày thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các em.